Phóng sự sau chúng tôi đề cập đến một nội dung liên quan tới con gà, nhưng ở đây lại gắn với một câu chuyện khởi nghiệp đầy ấn tượng của một nhóm bạn trẻ với tên gọi Gà Cái Con, dự án đưa giống gà Lào về Việt Nam của một nhóm sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, cùng lúc đã nhận được sự quan tâm rót vốn của 5 nhà đầu tư tại vòng chung kết khởi nghiệp quốc gia. Trong ngày đầu xuân mới Đinh Dậu này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về dự án khởi nghiệp này của các bạn trẻ để lý giải vì sao dự án này đã vượt qua hơn 400 ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học trên cả nước để giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp toàn quốc vừa qua. Trong bối cảnh vấn nạn thực phẩm bẩn đang hoành hành, ba bạn trẻ là Vi Ngọc Hà, Lê Thị Thu và Bùi Văn Cường, sinh viên năm thứ 2, thứ 3, khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Đại Nam đã cùng nhau lập dự án Gà Cái Con. Nuôi thử nghiệm quy mô nhỏ giống gà sạch nổi tiếng nước Lào tại quê hương Mộc Châu, Sơn La nhằm cung cấp gà thịt, gà cảnh cho thị trường các thành phố lớn. Với việc nuôi thử nghiệm 100 con gà cái con tại quê nhà, các bạn trẻ chia sẻ gia đình mình chưa phải sử dụng bất kỳ loại kháng sinh hay vaccine nào. Tỷ lệ sống của giống gà này rất cao. Chúng em khởi nghiệp từ con gà với xuất phát từ niềm đam mê kinh doanh, mong muốn là sẽ cung cấp được công việc làm cho người dân tại địa phương cũng như là phát triển kinh tế tại quê hương. Giống gà rừng nên sức đề kháng của nó rất cao. Và em không sử dụng cám tăng trọng, chủ yếu cho ăn là cám ngô, cám gạo, rau xanh kết hợp với chùn quế nên hương vị của gà rất là thơm ngon ạ. Hiện nay bọn em rất vui là đang nuôi thử nghiệm hơn 100 con nhưng vẫn không đủ đáp ứng ra ngoài thị trường. Không chỉ bán lấy thịt, các bạn trẻ còn xây dựng chiến lược kinh doanh hướng đến 5 mục tiêu khác. Dự án ngay lập tức thu hút được sự quan tâm rót vốn của 5 nhà đầu tư. Chúng tôi rất là vui khi mà cái thành quả của chúng tôi đã được công nhận. Lần đầu tiên thì các em sinh viên của khoa quản trị kinh doanh mang chuông đi đánh sứ người thì đã được các nhà đầu tư cam kết sẽ đầu tư ở trong tương lai. Thậm chí rằng là cái vốn của chúng tôi thì cũng chỉ cần vài trăm triệu nhưng mà đã có nhà đầu tư đã cam kết để đầu tư ngay lập tức là 1 tỷ. Khi mà chúng tôi thực hiện thì chúng tôi cũng không chỉ dừng lại ở cái việc là cho các em ấy thử cái trải nghiệm cái công việc của mình. Chúng tôi cũng mong muốn để đánh giá cái kết quả mà chúng tôi được đào tạo thông qua cái kết quả về kinh tế mà sau này khi mà dự án mà các em ấy đạt được. Dám ước mơ và ước mơ lớn, đó là tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam từ xưa đến nay. Các bạn trẻ vẫn nói với nhau, nếu không có sự tư vấn của các thầy cô và sự hậu thuẫn của nhà trường, ước mơ của các em sẽ khó có thể trở thành sự thật. Vốn và kinh nghiệm là hai thứ mà các dự án khởi nghiệp của sinh viên cần được hỗ trợ. Hướng đến nền nông nghiệp sạch và bền vững, con gà đã đem lại may mắn cho họ trong năm gà.